gia công cao tốc Raptor, gia công tương tự như là Parallel Finish, gia công song song với một hướng. Raptor chọn bề mặt gia công. Chọn dao. Lượng dư cho nguyên con trước, lượng dư chừa lại. Đường biên giới hạn, thông số cắt. Cái này dịch chuyển dao theo kiểu bo mượt, đường thẳng. Góc giới hạn. Rồi, ok. Chúng ta quan sát nó tạo đường chạy dao song song giống parallel. Rồi trì vĩnh song số, bước dịch dao. Cái này cắt lệch so với phương x là bao nhiêu độ? 45 độ. Nó sẽ cắt là so với phân tích cho không độ. Cái tùy chỉnh này, cái này giữ xuống dao nếu mà khoảng cách nó dưới đường kính dao. Tùy chỉnh thông số là sao, chúng ta sắp tắt thông số thì chúng ta quan sát nó sẽ tạo đầy những điểm vuông góc với cái mặt nó không tiếp xúc được. Chúng ta sẽ bỏ cách cái này đi. Rồi. Cái những cái điểm vuông góc này nó sẽ bỏ qua nè, nó không bay full hết. Nếu mà chúng ta chép vào chúng ta sẽ thấy nó khác. Nó sẽ phay đều những cái chỗ mà nó không bay hết luôn. Những chỗ vuông góc như vậy. Chúng ta nó sẽ tạo thêm đường chạy dao vô cho chúng ta vuông góc với mặt này nữa. Rồi thông số tiếp theo, đường biên. Cái này là cái bo mượt nè, là những cái điểm khuất nó tạo ra, nó bo mượt cái chỗ góc này. Nếu mà không muốn nó sẽ chế tạo ra cái đường trên, chúng ta quan sát nó sẽ chuyển thành những cái đường trên lại. Không, nó sẽ tạo ra cái đường trên cái khúc giống vậy. Cái này là giới hạn góc cắt từ 0 tới 90 độ, giới hạn chiều sâu cắt. Cái này là dùng đuổi đi sắt lại cái mặt phẳng giới hạn đường biên. Rồi, ok. Cái này tùy chỉnh nhấc dao tương tự bên kia. Này bao cho mượn theo kiểu thằng dép. Rồi, đó là chiến lược Raptor gia công song song với một trục ít.